Ok, đây mình nói lại cái kia vì cái video trước cái âm thanh nó kém quá, mình thử kiểm tra lại để mình nói hơn rõ cho bạn để bạn hiểu là cái bố cục mình sẽ đáp như thế nào để mà biết mà còn phân bổ ngân sách. Thì hiện tại đây là mình đang chạy ở 2, 4, 5 cái chiến dịch, 5 cái chiến dịch. Thì trong đó cái chiến dịch hôm qua vừa mới xét là cái like này theo như mà hôm bạn yêu cầu thêm có like thì mình cho cái like này vào. Đấy là một. Về đối tượng ấy, về đối tượng thì cái like về cái video này là những cái đối tượng thông thường thôi, nó cũng không có cái gì khác biệt cả. Đây, đối tượng là thông thường. Đối tượng của video là đây, nó là những cái mà chung hầu như là nó target nó chuẩn chuẩn một tí mà ai cũng có thể làm được. Cái này không không nói cái video với cái like nó giống nhau. Thì để bạn biết mà bạn cân cái ngân sách làm sao cho nó phù hợp, mình nói mình tập trung vào cái tại sao mình có cái Messenger này. Cái Messenger này ở cái thời điểm này thì đáng nhẽ là cũng thực sự là cũng chưa cần thiết đến 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 độ mà chạy Messenger đâu, nhưng mà tại sao chạy Messenger lại là bởi vì mình muốn cho cái người bán hàng ấy, những người trực hoặc những người hệ thống họ có được cái tương tác từ khách hàng ấy, đỡ sốt ruột, có lời ra lời vào, có trao đổi nó cũng đỡ sốt ruột. Tất nhiên mục đích mà nó cũng là bán hàng thôi, nhưng mà thời điểm này bán hàng nó chưa phải là chuẩn lắm, nhưng mà thôi kệ, cái vẫn có cái để mà mình đo lường cái thái độ khách hàng và cái sự phản hồi á. Thì cái Messenger này tôi nghĩ là duy trì thôi, không không lên tập trung quá vào cái Messenger này để bán hàng. Ngân sách nó vừa đủ, có hai cái này là ngân sách này là tập trung này, đó là thằng Wix này và thằng email marketing này. Thằng Wix này ấy, thì nó là cái phễu to của tớ, đối tượng của nó đây, đối tượng của nó là đây, cũng là những cái thông thường thôi, nó cũng chẳng có gì cao siêu ở cái thằng này cả. Nhưng mà tớ nghĩ là cái thằng này là cái thằng phễu to mà, cái đầu phễu, thì có lẽ là tập trung vào thằng này cũng bơm cho nó khá khá đi một tí. Còn có một thằng nữa là thằng remarketing, thì thằng này là cái thằng nó sẽ bóc tất cả những khách hàng nào mà tất cả những người nào đã tương tác, nó sẽ bóc tất cả những người nào đã tương tác với website với cái phễu trong vòng 30 ngày để nó target vào cái người mà đã từng tính líu đến ông này, ông Dalalac này, trong vòng 30 ngày để nó hiển thị quảng cáo. Thì thằng này thì cứ tấn như thằng này là ổn, thằng này cứ nhay 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 vào cho nó thật nhiều do khách hàng nó đau đầu thôi, nó không mua hay không thì là việc của nó, nhưng mà mình phải xác định là không làm cho khách hàng gật đầu thì mình làm cho khách hàng đau đầu. Đấy, và cái phủ có phủ thì có 3 phần đây, 1 này 2 và 3, tạm gọi 3 cái này là phủ này. Đấy, theo như bạn nói là 3 cái này là phủ. Còn cái này là remarketing. Chưa? Rồi. Cái này là gọi là băng ego, đỡ đau cho hệ thống nhá, đỡ đau cho người trực. Thì đấy, mình đã giới thiệu qua về ba cái cấu trúc mà cái chiến dịch mình đang chạy đây rồi. Thì bạn biết để mà bạn cân nhắc
đổ tiền vào thằng nào khoảng bao nhiêu đấy thì theo cái ý của bạn thôi nhá. Đấy là cái vấn đề thứ hai. Vấn đề nữa là